Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên về việc cử phóng viên đi tác nghiệp động viên các cán bộ chiến sĩ và nhân dân các đảo nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023. Cuối tháng 12 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã cử hai phóng viên Ngọc Anh và Nguyên Trương tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc Tết, tặng quà các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1, quân và dân huyện Côn Đảo. Sau 22 ngày tham gia đoàn công tác, trong đó có hơn 15 ngày lênh đênh trên biển, với trách nhiệm và tình yêu nghề, nhóm phóng viên của Đài đã sản xuất được 8 phóng sự, phim tài liệu. Dự kiến nhóm sẽ sản xuất một ký sự, 3 tập với tiêu đề Biển đảo trong tôi và một phim phóng sự Quê hương nhắc tên anh, nói về một người con ưu tú của Hưng Yên đang công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Trong chương trình Hưng Yên với Biển đảo Tổ quốc hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một trong số 8 tác phẩm mà nhóm phóng viên vừa hoàn thành. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Châu tiên đẹp biết bao Côn Đảo hôm nay, từng đoàn tàu về khoang cả đời, từng con đường thanh thang lượn quanh. Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong chuyến đến thăm chúc Tết tặng quà quân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Mặc dù nội dung báo cáo của đồng chí Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện hết sức khái quát, ngắn gọn, nhưng đã để lại trong tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Côn Đảo, từ địa ngục trần gian, lại bị chính những người tù biến thành trường học cách mạng, nơi đào tạo ra những lớp người yêu nước, kiên trung, những thế hệ cán bộ cốt cán, tài năng cho Đảng. Một trường học cộng sản giữa biển khơi. Vào một ngày biển yên sóng lặng, màu nắng hồng lung linh, trời với biển hòa quyện vào nhau, xanh biếc xanh. Pháp thì muốn biến nhà tù thành cái nơi mà giam cầm và đàn áp dã man những người cộng sản, để họ không còn ý chí đấu tranh nữa. Thế nhưng mà trái lại, những người cộng sản thì lại biến nhà tù thành nơi rèn luyện, học tập, biến nhà tù Đế quốc thành trường học của những người cộng sản. Ngược dòng thời gian, ngày 1 tháng 9 năm 1858, 14 chiến hạm của Liên quân Pháp-Tây Ban Nha đã nổ những phát súng đầu tiên bắn vào bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, mở màn cho cuộc chiến tranh xâm lược và đô hộ Việt Nam. Với những toan tính thâm độc và man dợ, sau hơn 3 năm đưa quân vào xâm lược nước ta, ngày 1 tháng 2 năm 1862, thực dân Pháp đã quyết định xây dựng nhà tù tại Côn Lôn, nay là huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mục đích đưa những người tù ra giữa biển khơi để tra tấn, hành hạ, không chỉ làm cho người tù nhụt ý chí, chết dần chết mòn, mà còn che mắt được dư luận trong nước và quốc tế. Nhưng họ đâu có biết được ý chí sắt thép, bản lĩnh kiên cường, đặc biệt là trí tuệ của người Việt Nam. Pháp họ chiếm Côn Đảo trong vòng 92 năm, từ năm 1862 đến năm 1954, và Mỹ ngụy chiếm Côn Đảo 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975. Côn Đảo được mệnh danh là địa ngục trần gian trong 113 năm. Và trên Côn Đảo ngày đó chỉ có máu hòa lẫn với nước mắt. Trong 113 năm thì địch đã lưu đày ra Côn Đảo khoảng 200.000 lượt tù nhân. Trong số đó có khoảng 20.000 người, tức là 2 vạn anh hùng chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước ở khắp mọi miền Tổ quốc đã vĩnh viễn nằm lại tại mảnh đất Côn Đảo. Nhà nước ta
tôn tạo và xây dựng chỉ được 1/10 là 1.922 ngôi mộ. Trong đó chỉ có 714 ngôi mộ là có danh tánh quê quán, còn lại là khuyết danh và bị vùi lấp. Và chính vì cách trong tù như vậy mà người tù họ đã có những vần thơ để tả về nghĩa trang hình dung Côn Đảo. Đó là núi Côn Lôn thì được pha bằng máu, đất Côn Lôn 5-6 lớp xương người. Mỗi bước chân che lấp một cuộc đời, mỗi tảng đá là một trời đau khổ. Giai đoạn năm 1930 thì những người tù bị giam nhà tù Côn Đảo là các sĩ phu yêu nước thuộc phong trào Duy Tân, phong trào Cần Vương, Văn Thân, Đông Kinh Nghĩa Thục. Cụ Phan Chu Trinh, cụ Huỳnh Túc Kháng, cụ Lê Văn Huân, Ngô Đức Kế đã lần lượt bị lưu đày ra Côn Đảo. Là hàng ngày người tù phải lên rừng đốn củi, phải xuống biển mò san hô. Một trong những cái nơi khổ sai khắc nghiệt nhất là người tù phải đi lấy san hô ở biển về để nung vôi để xây dựng các công trình. Cái nước thủy triều rút xuống thì địch bắt người tù phải ra biển mò san hô. Mà chân thì không dậy hào, san hô nó cứa vào thì đứt chân tóe máu. Mà người tù phải ngâm mình dưới biển hàng chục tiếng đồng hồ để mò những cái thỏi san hô. Mà đủ cái thỏi san hô địch đưa ra quy định, mà lúc đó thì người tù phải bỏ vào trong cái xà lan, kéo thẳng đến sở lò vôi để nung vôi, để xây dựng các cái công trình trên Côn Đảo. Và đây là một trong 18 sở tù khổ sai nặng nhọc nhất mà người tù phải đi lao động khổ sai hàng ngày. Trong 113 năm, từ năm 1862 đến năm 1975, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã xây dựng trên hòn đảo bé nhỏ 127 phòng giam, 42 xà lim và 504 phòng giam biệt lập, hay còn gọi là chuồng cọp, chuồng bò. Với một số lượng nhà tù, phòng giam mới chỉ nghe đã thấy choáng váng, bên trong lại chất chứa những thú tính man dợ. Vì thế, Côn Đảo không chỉ trở thành nơi có hệ thống nhà tù lớn nhất Đông Dương, mà còn là nơi có chế độ cai trị hà khắc nhất trong lịch sử nhân loại, làm dư luận cả thế giới phải chấn động bàng hoàng. Chuồng cọp Pháp do thực dân Pháp khởi công xây dựng vào năm 1940, nhưng chuồng cọp tồn tại trong vòng 30 năm. Kiến trúc ở chuồng cọp Pháp thì 120 phòng giam nằm ở bên trong, ba bên là địch che chắn bởi ba trại giam. Muốn đi vào chuồng cọp Pháp thì phải qua cổng trại tư là tại Phú Tường. Năm 1928 bên kia chuồng cọp họ xây trại 1 sắp định Paris đổi là Phú Thọ. Đến năm 1962 để bưng bít chuồng cọp ở bên trong thì địch tiếp tục xây dựng trại 5 che chắn ở phía trước sắp định Paris đổi là trại Phú Phong. Như vậy thông qua chuồng cọp này chỉ có 3 cánh cửa đi vào. Nhưng mà khi địch hai tin có một đoàn khách lạ mặt nào đặt chân đến Côn Đảo thì chúng mới đưa củi ra bưng bít bởi ba cái lối đi đấy. Hoặc là ngày hôm nay địch chuyển tù nhân vào chuồng cọp bằng cái cổng trại 4 thì ngày hôm sau địch là chuyển ra cổng trại 1, hoặc là ngày hôm sau nữa là đưa ra cổng trại 5. Hay là khi đi vào thì phải có cai ngục trật tự, chúng cầm dùi cui, chúng ấn trên đầu, buộc người tù phải lầm lũi bước đến. Do vậy người tù không quan sát được cái lối đi. Hoặc là chúng đánh cho ngất xỉu, chúng quẳng vào trong chuồng cọp. Sáng hôm sau người tù tỉnh dậy thấy mình nằm trong chuồng cọp, nhưng mà không biết đi bằng con đường nào. Thì mãi cho đến năm 1970, có phong trào đấu tranh của Tổng hội sinh viên trong Sài Gòn, đòi trả tự do cho những sinh viên học sinh không có án tiết mà vẫn bị đày ra giam cầm tại nhà tù Côn Đảo. Sau làn sóng đấu tranh đó, thì để xoa dịu làn sóng đấu tranh của những sinh viên học sinh, thì địch đã trả tự do 5 sinh viên học sinh về trong đất liền. Và khi về trong đất liền thì 5 sinh viên đã không về nhà, mà các anh đã mạnh dạn tố cáo lao tù chuồng cọp giữa thủ đô Sài Gòn. May mắn thì 5 sinh viên mới móc nối gặp được một đoàn dân biểu Mỹ. Họ sang Việt Nam để điều tra những khoản đô la viện trợ của Mỹ sang Việt Nam trong giai đoạn đó để làm gì. Sau khi 5 sinh viên tố cáo lao tù chuồng cọp thì căn cứ theo bức họa đồ mà 5 sinh viên đã chỉ dẫn, trung tuần tháng 7 năm 1970 đoàn dân biểu Mỹ họ ra Côn Đảo và họ phanh phui ra 120 chuồng cọp ở bên trong. Chuồng cọp Pháp nó chứa đựng cái tội ác rùng rợn làm cho cả thế giới phải phẫn nộ. Nghĩa là cái khắc nghiệt ở chuồng cọp Pháp là người tù họ không được một phút một giây nào tự do. Nghĩa là bất cứ cái hành động gì phía dưới thì cai ngục bên trên đều kiểm soát hết cái hành động của người tù. Khi mà chúng thấy người tù bàn bạc hay trao đổi một cái chuyện gì thì chúng sẽ cầm cây sào nhọn biệt động chúng chọc xuống mình người tù. Và có những người tù họ bị toát đầu hay bị rách lưng bởi vì hình phạt là sào nhọn biệt động. Địch tra tấn người tù vào mùa nắng nóng thì những cái khạch vôi bột được bố trí trên hành lang này. Thì địch dội xuống mình người tù, sau đó đổ nước vào. Vôi cộng với nước ngày mai là sùi bọt, là bỏng rợp hết tay chân. Và cái khắc nghiệt ở chuồng cọp nữa là song song với giải dễ chuồng cọp nó có 120 phòng giam, thì ở đây song song nó có 60 phòng tắm nắng.
Nhưng mà gọi là phòng tắm nắng, nhưng mà địch đưa người tù ra là phơi nắng phơi mưa từ 2-3 hôm, có khi cả một tuần lễ, gọi là tắm nắng ở chuồng cọp. Nhưng mà cuối năm 1970, khi mà đoàn dân biểu Mỹ ra phát hiện khu chuồng cọp, thì lúc đó là dư luận trong và ngoài nước đã lên án. Do vậy buộc lòng vào cuối năm 1970 để xoa dịu làn sóng đấu tranh, địch đã cho trật tự cai ngục vào đập phá hết 120 phòng giam ở chuồng cọp Pháp, để nói rằng là đã xóa sổ chuồng cọp, không có chuồng cọp, chỉ là ảo ảnh của thời Pháp. Nhưng mà xóa ở đây 120 chuồng cọp khi họ đập phá, để đầu năm 1971 thì một hãng thầu nổi tiếng của Mỹ là RMK đã tức tốc xây 384 phòng giam mà người tù mệnh danh đó là chuồng cọp kiểu Mỹ. Và chế độ tra tấn nó càng khắc nghiệt và hành hạ người tù hơn là ở chuồng cọp Pháp. Là chuồng cọp Mỹ là cái phòng giam rất là nhỏ hẹp, mà không xây bệ cho người tù nằm, mà xây bằng phẳng, là không cần còng xiềng. Nhưng mà đàn áp ở chuồng cọp Pháp là đổ vôi là dội nước, thì chuồng cọp Mỹ là không cho đi đổ thùng vệ sinh. Bình thường mỗi sáng thì là họ đi đổ cái thùng vệ sinh bên ngoài, nhưng mà khi đàn áp là để nguyên một tuần, một tháng, có một đợt kéo dài là gần 2 tháng như vậy, thì nước thùng vệ sinh nó tràn lan ra, người tù phải nằm chung lên phân, và thậm chí dòi nó còn bọ vào trong người. Và cái chuồng cọp gồm có 384 phòng giam, mà trưa nắng á, địch cứ đi ngang qua thì họ mở cửa phòng giam, họ dặn một cái tiếng cánh cửa vào, nó làm cho người tù họ đinh tai nhức óc. Đó là một cái hình thức tra tấn ở chuồng cọp. Hồi đó đài ra đây là phòng 6 trại 2, lúc nào nó cũng tra tấn dã man lắm. Nó đổ nước xà bông á, nó đổ một thùng 20 lít, nó đổ một thùng nước, quậy xà bông vô nó đổ, nó rửa cái khăn vô lỗ mũi nè, nó đổ chảy vô trong chảy đó, mà chảy lên trên đầu thì thôi chết. Khi chúng tôi đến đây để tham quan như là cái phòng giam chị em phụ nữ ấy, tôi vào tôi xem tôi rơi nước mắt, là toàn thể phụ nữ thế mà nó giam như thế, mà nó vệ sinh các thứ không có nước có liếc nhỉ, mà chị em thì phụ nữ là nó phải có ngày có tháng mà khổ như thế. Thì tôi nghĩ là dứt khoát thằng chủ đảo này phải có nghiệp báo, nếu nó không nghiệp báo đến đời con thì cháu nó sẽ nghiệp báo. Đối với nữ tù thì khó khăn hơn là trong những cái ngày mà đến tháng có kinh á, thì cái việc mà vệ sinh rất là khó khăn. Thì khi họ giam chặt hẹp như thế này thì thiếu không khí, thiếu ánh sáng ở trong phòng giam. Cũng như đối với một số nữ tù thì vào tù mặc cái quần dài, cứ đi vệ sinh xong cái xé cái vải quần lên để mà dùng đi vệ sinh, rồi sau đó dùng cái nước tiểu để mà giặt. Bởi vì một ngày có khi thì địch chỉ phát một lon ghi gô nước, trong khi vừa uống, vừa tắm và vừa giặt. Thì chị em thay nhau tắm giặt ở trong phòng giam như vậy, mà cái chế độ tra tấn hành hạ cũng như khắc nghiệt tại nhà tù Côn Đảo thì đối với chị em phụ nữ đó là một cái cực hình. Nó quýnh, nó đập, nó bẻ tay, bẻ chân, nó bóp cổ, bóp họng, rồi nó đổ nước, nó châm điện rồi. Nó quýnh vô cui vô hai đầu gối nè. Hồi đó tôi đâu có đi được. Nó châm điện rồi buộc vô hai cái ngón tay này nè. Một dây. Nó bấm vô trong cái trái tay này một mũi nữa. Là hai mũi, nó giật một cái làm hai cái răng. Thời Pháp ngôi nhà này gọi là hầm xây lúa, bởi vì thời Pháp thì nó không có những cánh cửa thông gió như hiện nay, mà duy nhất chỉ có cánh cửa nhỏ đi qua phòng giam đặc biệt. Trong căn nhà này địch đặt khoảng 5 cối xây lúa, thì ở bên trên là chúng chăn một cái trần làm bằng vải màu đen kín ở trên nền. Và chúng đặt cái cối xây ở đây thì nó làm bằng cái thùng rượu vang và lèn đất sét ở bên trong. Cho vậy mỗi cối như thế này phải có từ 4 đến 6 người mới kéo nổi. Và ngoài công việc khổ sai thì người tù phải mang cái quả tạ trong chăn nặng từ 3 đến 7 kg, và nặng hơn nữa thì hai người cùng xiềng chung một quả tạ. Cho vậy năm cối xây lúa ở đây nó cứ rầm rập từ tờ mờ sáng đến tối. Và ngày đó thì khi khổ sai như vậy thì bụi nó mù mịt tối tăm trong căn nhà. Tù nhân mà mãn hạn hầm xây lúa ra ngoài thì hầu hết thì sẽ bị lao phổi và bị mờ mắt. Sang thời Mỹ Ngụy thì thấy chữ là bệnh xá, nó không còn là hầm xây lúa. Nhưng mà bệnh xá thời Mỹ Ngụy thì nó đồng nghĩa với một cái nhà xác tại đây. Khi mà tù nhân đến đây lợi dụng trong cơn hấp hối thì địch dụ dỗ tù nhân ly khai. Bất cứ bệnh gì thì địch cũng phát một cái loại thuốc, đó là thuốc ký ninh, là chữa bệnh sốt rét. Và khi uống ký ninh vào thì 2-3 hôm sau thì nó quằn quại hết ruột gan. Cho vậy thời Pháp gọi là hầm xây lúa, còn sang thời Mỹ Ngụy gọi là bệnh xá, nghe thì nhân đạo. Nhưng mà sang thời Mỹ Ngụy thì thực chất nó không kém không khác gì một cái nhà xác tại đây. Đến thời chống Mỹ thì cái chuồng cọp cực kỳ dã man đó, không cho các chị tắm giặt. Đấy là cái thủ đoạn nó đánh vào thể xác của con người. Nhưng mà cái thủ đoạn nó đánh vào
trí não con người, đánh vào lý tưởng của người cộng sản thì đấy là nguy hiểm hơn. Bắt những người cộng sản phải ly khai khỏi đảng và phải tố cáo, phải nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh thì đây là cái điều cân não. Những người cộng sản không thể phản bội lý tưởng của mình, cho nên kiên quyết không ly khai. Giai đoạn năm 1957 đến năm 1961 thì Mỹ Ngụy đã đàn áp khoảng 2.000 người tù chính trị, trong đó khoảng 1.000 người đã hy sinh. Còn lại 17 đồng chí họ chiến đấu đến cùng, địch đưa vào trong chuồng cọp, phát cho mỗi người tù giấy và bút để xác định rõ lập trường là ly khai đảng hoặc là không ly khai. 17 đồng chí với 17 cái nét chữ đều viết khác nhau, nhưng họ đều chung một lập trường, đó là không ly khai đảng Cộng sản. Mà tên chúa đảo Bạch Văn Bốn đã từng tuyên bố rằng là Bạch Văn Bốn có mối thù không đội trời chung với tù Cộng sản. Nhưng cuối cùng ông phải tự thú với những chiến sĩ kiên cường ở chuồng cọp con đảo. Đó là sắt thép trên con đảo này tôi có thể nung chảy ra được, nhưng mà ý chí sắt đá của các ông thì tôi không thể nào mà lay chuyển nổi. Để Bùi Văn Tám thì phải chân quỳ chân co trước chuồng cọp và nói với các đồng chí rằng là vũ lực không thể nào chiến thắng trái tim của những người tù Cộng sản. Và trong trận đàn áp này, địch đã tra tấn một số đồng chí, trong đó có đồng chí Lưu Chí Hiếu vào đêm 24 tháng 12 năm 61. Thì từ trong chuồng cọp, trần trùng trong phòng giam mà bị địch tra tấn đánh đập, cộng với lại chúng dội nước xuống người ông. Thì chúng vừa dội vừa hỏi Lưu Chí Hiếu có ly khai đảng không. Ông thẳng thừng trả lời tụi bay còn bao nhiêu thùng nước tụi bay cứ dội xuống, tao không ly khai. Và sáng hôm sau mở cửa ra để tiếp tục tra tấn, khi mà địch lôi ra ông đã chết cống trong phòng giam. Và cái chết của đồng chí Lưu Chí Hiếu đã chặn đứng chiến dịch khủng bố, để lại cho lịch sử nhà tù Côn Đảo có 5 người còn sống sót, được mệnh danh là 5 ngôi sao sáng toàn thắng. Đó là đồng chí Nguyễn Minh, Lê Văn Mộc, Phạm Quốc Sắc, Vũ Văn Mậu và đồng chí Nguyễn Đức Thuận. Trong trận đàn áp này, vào đêm 27 tháng 3 năm 61, địch đã đánh chết 5 đồng chí này trong một đêm. Sau đó thì chúng đưa ra nghĩa địa Hàng Dương, đào một hố sơ sài, vùi lấp 5 đồng chí này trong một nấm mộ tập thể. Hiện nay mộ của 5 đồng chí nằm gần mộ của nữ Hồng Võ Thị Sáu ở khu B2. Trong đó có ông già Cao Văn Ngọc, khi ông viết bản cam kết này ông đã 64 tuổi. Thì cai ngục trật tự chúng tra khảo, chúng đánh đập, chúng hỏi rằng là ông già, thế ông không phải là đảng viên thì ông có duyên cái nợ gì với đảng mà ông không ly khai cho nó khỏe người. Cao Văn Ngọc mới bình tĩnh mới đáp lại rằng là có chứ. Thế cụ Hồ đã đem lại nền độc lập tự do với dân tộc tôi mà nay các ông bắt tôi ly khai, thì tôi có nợ với cụ Hồ và có nợ với đảng nhiều lắm. Nên trong bản lập trường ông viết một cái dòng chữ rất là mộc mạc là: tôi tên Cao Văn Ngọc, 64 tuổi, vì già và dốt học tập không được nên không ly khai, và tôi xin ở đây cho đến ngày chết mà thôi. Và lần đầu tiên nhà nước ta truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang cho ông già Cao Văn Ngọc, nhưng chưa một ngày nào ông cầm súng ra chiến trường mà ông đấu tranh ngay tại ngục tù Côn Đảo. Và hiện nay trên Côn Đảo có một ngôi trường tiểu học mang tên là trường Cao Văn Ngọc, lấy cái tấm gương chiến đấu của ông, hay còn gọi ông với một tên gọi thân thương nhất, đó là ông già chuồng cọp. Cuối năm 1932 thì chi bộ đảng đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo được thành lập, lúc bây giờ có khoảng 20 đảng viên do đồng chí Nguyễn Huế làm bí thư. Và chi bộ đã tổ chức nhiều cái lớp học ở trong tù, cũng như là tổ chức cho anh em vượt ngục về đất liền để tiếp tục cho sự nghiệp cách mạng. Thì đặc biệt năm 1935 thì các đồng chí trong chi bộ đã tổ chức thành công cái vở kịch Napoleon với sự tham gia xuất sắc của đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí Phạm Văn Đồng. Thế vợ con lính binh lính gác ngục họ xem, họ thấy người tù diễn hay, họ lên xin chúa đảo là cho người tù diễn công khai để họ đưa vợ con đi thăm. Lúc mà diễn thì người tù mới khôn khéo lồng ghép vào tố cáo lao tù của Pháp. Khi mà diễn cái vở kịch Napoleon, người Pháp họ trầm trồ, họ thán phục tại sao ở giữa hòn đảo ngục tù này người Pháp là đi cai trị tù An Nam, tay thì chân còng, trong thì trong xiềng xích, nhưng lại được chính những người tù An Nam diễn cái văn hóa của nước Pháp cho người Pháp thưởng thức ngay cái mảnh đất ngục tù. Từ đó họ khen những người tù có học thức, có văn hóa, họ xưng hô thì bớt thô tục và vừa đánh và vừa nể. Do vậy người tù không chỉ thành công về nghệ thuật mà thắng lợi cả về mặt ngoại giao. Ở banh một trại Phú Hải thì có tất cả là 10 khám giam. Thời Pháp cũng như là thời Mỹ Ngụy thì đối với những người tù Côn Đảo thì bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, người tù cũng đều tổ chức học văn hóa, học chính trị. Thì những người tù có trách nhiệm họ đã tổ chức các lớp học để mà giáo dục những đảng viên nắm vững chủ nghĩa Mác Lênin, rồi các lớp học văn hóa để mà nâng cao kiến thức cũng như là xóa mù chữ cho những người tù Côn Đảo. Và đặc biệt thì tại khám giam số 7 này, nơi đây đã ra đời tờ báo Tiến Lên.
do đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Lê Văn Lương phụ trách trong giai đoạn năm 1930 đến năm 1939. Tờ báo Tiến Lên cũng đã tác động tích cực đến cái việc là học tập vươn lên, đấu tranh để mà chống lại hà khắc của chế độ nhà tù Côn Đảo. Thông qua sinh hoạt chi bộ đại học, mà sinh hoạt chi bộ thì cũng phải tuyệt đối bí mật, chứ nó không biết mình đang sinh hoạt chi bộ đâu. Đây ta nói là gọi sinh hoạt chi bộ nhưng mà địch không thể biết được. Và thông qua cái họp bí mật đấy mà truyền cho nhau cái ý chí đấu tranh, động viên nhau giữ vững niềm tin, giữ vững ý chí đấu tranh, nhưng đồng thời cũng giúp nhau nâng cao hiểu biết về lý luận, hiểu biết về đường lối, quan điểm của Đảng. Cũng là một cách học hai ba người này có thể trao đổi được. Tắm nắng ở ngoài sân là có thể gặp nhau là trao đổi được, tí là cách học. Biến nhà tù Đế quốc thành trường học của những người cộng sản như thế. Từ cái địa ngục trần gian như vậy, cái nơi giam cầm như vậy trở thành trường học, chính là cái tinh thần yêu nước, là cái lý tưởng cách mạng, là cái bản lĩnh, là cái ý chí của người cộng sản. Mặc dù người tù bị giam cầm trong cái chế độ lao tù khắc nghiệt, đối với những người tù Côn Đảo thì họ đã biến nhà tù thành một trường học cách mạng sao song sắc để dạy cho anh em học tập ở trong tù. Trong đó thì các lớp học văn hóa cũng được dạy ở trong nhà tù. Có những người không biết đọc, không biết viết, chỉ một cái thời gian được đồng đội họ dạy cho những cái con chữ, có thể đọc được cái thư của gia đình gửi ra. Hoặc là các lớp học về trung cấp hoặc là cao cấp chính trị. Trung cấp thì nghiên cứu triết học và kinh tế chính trị học, còn cao cấp thì mỗi bài học đều liên hệ với tình hình thực tế của cách mạng của Việt Nam ta. Với cái chủ trương là không để ai ngồi không mà không học, người biết nhiều thì dạy cho người biết ít, người biết lại dạy cho người chưa biết. Trong cái sàn nhà, những người tù sẽ chia cho mỗi người một cái ô trong cái sàn nhà, lấy cái mẫu san hô, mẫu gạch để làm bài. Hết giờ có hiệu lệnh cũng dừng bút nộp bài, cuối năm cũng tổng kết, cũng phát thưởng nữa. Nhưng mà bằng khen của ban huấn học ngày đó chỉ là bằng khen miệng, chứ không có một vật chất gì. Mà khi ra tù, có những người tù họ tương đương với bằng túi tài. Từ cái trường học sau song sắc đã đào tạo, rèn luyện những cái cán bộ lãnh đạo cốt cán của Đảng, nhà nước ta sau này như là đồng chí Nguyễn Văn Linh, đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Phạm Hùng. Năm 1970 thì tập thể 14 nữ tù bị bại liệt què lết, địch đưa ra hầm đá để giam cầm. Thì tại đây lớp nữ tù đã tổ chức học tập di chúc của Bác từ trong nhà lao Chí Hòa. Ra đây lại chép nhớ bằng cái trí nhớ, rồi truyền miệng cho chị em học tập di chúc của Bác để nguyện đi theo con đường của Bác đã lựa chọn. Buổi sáng đó, 9-10 giờ là nó mới cho hai người bưng thùng cầu ra ngoài này rửa. Còn ba người nữa đó thì hai người là thay phiên nhau giặt giũ quần áo, tắm giặt gì đó. Còn một người chạy lanh quanh đi tìm những cái hòn sỏi bằng vôi á để vô dạy với nhau học ở tù. Tranh thủ học, người biết hơn dạy cho người không biết, học toán, học văn, học đủ thứ. Một số cựu tù họ không biết chữ, không biết đọc, biết viết, cái sau đó họ được đồng đội dạy cho họ, cái họ biết viết chữ rồi, cái họ viết thư về cho gia đình. Thế khi gia đình nhận cái thư, gia đình lại viết cái thư gửi ra, là họ mừng đến rơi lệ. Ban đầu là ca hát, làm báo tường, báo tai, rồi lần lần tập hợp lại làm cái báo lập sàn, động viên tinh thần với nhau, với thể hiện cái sức sống về tinh thần của anh em, giữ vững tinh thần anh em. Tôi cũng được phân công là viết trong cái tờ báo xây dựng của sở 6B đó, vừa lo mà vừa rất là vui mừng là trong tù mình được viết báo, được truyền đạt những cái chủ trương của lãnh đạo trại cho các anh em trong phòng. Nói chung cái đó cũng niềm tự hào của mình, cũng góp phần vào cái công cuộc đấu tranh bảo vệ cái tiết của người cách mạng ở trong nhà tù. Báo chí trong tù là một cái loại hình sinh hoạt mà nó mang cái tác dụng khơi về cái sức sống, tạo nên cái lạc quan để chiến đấu vượt qua tất cả những cái khó khăn và thậm chí cả hy sinh. Thế thì qua cái thực tế mà của chúng tôi đã làm, cái điều đầu tiên mà chúng tôi suy nghĩ là đó là một sự kiên định trước hết. Mà kiên định này, kiên định cho mục đích của cả một tập thể, của cả một dân tộc này, thì cái đó mới là cái yêu cầu cao nhất. Làm báo và truyền báo thì cái đó nó quý không thua kém gì cơm áo. Bởi nó tạo nên một sức mạnh đó, tức là mình đói bụng thì ăn, nhưng mà đói óc thì phải có tin tức. Mà tin tức báo đó thì gồm có thơ ca của anh em, rồi chuyện văn nghệ của anh em, rồi đủ thứ chuyện trong đó động viên mình. Và điều may mắn là ngày Côn Đảo giải phóng thì
không đổ một giọt máu, cũng không nổ một tiếng súng nào. Thì trong đất liền hỏi Côn Đảo cần gì để nhân dân chi viện ra khi mà ra Côn Đảo để đón rước anh em. Các đồng chí nghẹn ngào trả lời chúng tôi không cần gì cả, mà điều anh em chúng tôi hằng ao ước bấy lâu, đó là di ảnh của Bác Hồ. Vì ở nhà tù Côn Đảo lâu ngày chúng tôi chưa nhìn thấy ảnh Bác. Và chuyến tàu đầu tiên ngày 4 tháng 5, tàu B609 bộ đội Bà Rịa Vũng Tàu, sư đoàn Sao Vàng ra Côn Đảo. Họ mang theo 500 ảnh Bác, các đồng chí đã xuống cầu tàu 914, rước 500 ảnh Bác về tri điệu ở tất cả các phòng giam. Và ngày Côn Đảo giải phóng thì trên khuôn mặt của những người tù Côn Đảo ngày đó nó không phải là những nụ cười, và thay vào đó là những giọt nước mắt vui sướng, hạnh phúc khi mà đất nước đã hoàn toàn thống nhất, được trở về đoàn tụ với gia đình, quê hương. Theo lời của Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm lại Côn Đảo năm 1976, ông nói rằng Côn Đảo là một hòn đảo anh hùng, là một khu di tích lịch sử cách mạng vĩ đại. Côn Đảo còn là một trường học cách mạng vượt lên trên mọi thời đại, một vùng đất hứa của Việt Nam dành cho mọi người hướng về tìm đến để hiểu lại cội nguồn, để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau. Với mục đích đưa người tù ra giữa biển khơi để hành hạ, tra tấn, làm cho họ nhụt ý chí, chết dần chết mòn, hòng che mắt dư luận của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ tại Việt Nam đã hoàn toàn thất bại. Đằng sau song sắt nhà tù là một trường học đặc biệt được hình thành và phát triển với nhiều lớp học, nhóm học đặc biệt. Trường học đằng sau song sắt không chỉ đào tạo ra lớp lớp những thế hệ người Việt Nam yêu nước, những cán bộ kiên trung, cốt cán, tài năng cho Đảng trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, mà đã và đang tiếp tục trở thành nơi đào tạo giáo dục truyền thống cách mạng trực quan, sinh động, đầy hấp dẫn đối với các thế hệ tiếp nối. Một trường học cộng sản giữa biển khơi, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Mình đến thăm tất cả những nơi từ địa trang Hàng Dương này, thăm bộ số 6, đến thăm nhà tù, đến thăm bảo tàng để mình cảm nhận được cái giá trị lịch sử và mình thấy yêu biển đảo Việt Nam mình rất là nhiều và rất là tự hào. Khoảnh khắc lịch sử huy hoàng nó được tái diễn qua những cái di vật ấy để lại, và mình rất là mong muốn là mình có thể đưa bố mẹ mình và các con mình đến đây để trải nghiệm, để các con có nhìn thấy lịch sử, để các con thấy tự hào và các con thực sự yêu môn lịch sử, và mình thấy là mình phải có động lực để trở thành người công dân tốt xã hội. Có những đồng chí nói thẳng thắn thế này, những ai mà tham nhũng, những ai mà tiêu cực trong đảng hiện nay đấy, hãy đưa ra Côn Đảo để xem các đồng chí của mình ngày xưa như thế nào, hy sinh chiến đấu thế nào. Tự những người ấy sẽ tự giáo dục mình để trở thành người tốt. Đấy, chính là học chiến đấu đấy, thay đổi đấy, suy nghĩ đấy. Những người đó đêm về nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, nó sẽ thấm thía hơn. Sống thế này có xứng đáng với thế hệ trước hay không? Và từ đó thì người ta tự học tập, tự rèn luyện mình, tự ngay như thay đổi nhất đấy. Côn Đảo ơi, xưa nay đây là địa ngục trần gian. Côn Đảo ơi, xưa nay đây biết bao người hy sinh. Cho hôm nay Côn Đảo đẹp giàu, cho hôm nay Côn Đảo tự hào, xứng danh con rồng châu tiên. Biết bao Côn Đảo hôm nay, từng đoàn tàu về khoang cả đời, từng con đường thanh thang lượn quanh, từng công trình ngày càng vươn cao khắp đó.